Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng, con giun. Dù nhìn có vẻ không đẹp đẽ nhưng con giun lại đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống trên trái đất. Hãy cùng nhau tìm hiểu về con giun và vai trò của chúng trong hệ sinh thái. Con giun thường có hình dạng dài, tròn và thường màu nâu hoặc hồng. Chúng có cơ thể mềm mại và không xương sống, được bao bọc bởi một lớp da mỏng. Con giun sống chủ yếu dưới lòng đất, trong các lỗ đất hoặc trong môi trường ẩm ướt. Nói chung, ở những nơi có đất ẩm sẽ có giun đất phát triển. Đặc biệt, nơi có nhiều mùn hữu cơ thì có nhiều giun đất hơn. Chúng di chuyển bằng cách nén và duỗi cơ thể, giúp chúng di chuyển qua đất mềm. Giun đất sử dụng các cơ quan thụ cảm để liên lạc và thống nhất hành động với nhau. Bằng cách đó, chúng có thể tạo thành đàn và di chuyển theo cùng một hướng. Giun đất thường đi tìm thức ăn vào buổi tối. Trong khi ban ngày, chúng thích ẩn mình để thực hiện công việc đào hang. Hang của chúng có thể sâu tới gần 2 mét. Giun làm tăng độ tơi xốp, khả năng giữ nước, độ phì nhiêu và lượng chất hữu cơ của đất. Giun phá vỡ đất cứng, tạo đường dẫn cho rễ cây và giúp kết dính các hạt đất với nhau. Giun luân chuyển các chất dinh dưỡng và vi sinh đến các vị trí mới khi chúng di chuyển trong đất để tìm kiếm thức ăn. Phân của giun đất cũng là một loại phân bón tự nhiên tốt cho cây trồng và có thể giúp cây tránh được một số sâu bọ có hại. Mật độ giun trong đất còn là biểu hiện của các hoạt động tự nhiên của sinh vật và vi sinh vật như vi khuẩn, nấm. Hệ sinh vật đất này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy chất hữu cơ, làm cho đất trở nên giàu dinh dưỡng. Một số loài giun sống ở tầng sâu của đất, thậm chí là dưới đáy của các sông, ao hồ. Điều độc đáo về giun đất là khả năng phục hồi kỳ diệu của chúng. Nếu giun đất bị tách rời, chúng có thể sống sót mà không cần phần bị mất. Tuy nhiên, hai phần này vẫn là một cá thể. Giun đất không thể tạo ra hai cá thể mới khi bị tách rời. Giun là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái đất và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái. Bảo tồn các loài giun và môi trường sống của chúng là rất quan trọng để duy trì hệ sinh thái đất. Sự mất môi trường sống tự nhiên và ô nhiễm đất có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến các cộng đồng giun và hệ sinh thái mà chúng sống. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con giun, một loài động vật nhỏ bé nhưng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Hy vọng rằng các bạn đã cảm thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới tự nhiên xung quanh. Hẹn gặp lại các bạn ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.